nằm ở trong tứ linh đó. Mà mỗi khi mà Phụng Hoàng xuất hiện đó thì tất cả bà con mình phải nên nhớ đó, Long Lăng Quy Phụng nha. Long Lăng Quy Phụng mình xuất hiện thì có Đức Thánh ra đời, Chúa Thánh ra đời, hoặc là có một vị Phật, vị nhân ra đời để mà độ chúng sanh trong cái thời kỳ khổ khó này. Thì ngày xưa đó, vào cái thời kỳ mà ở Trung Quốc đó, là Đức Khổng Tử ngài xuất hiện đó, thì có kỳ lân xuống thế nha quý vị. Thì ở đây đó, khi mỗi khi mà khi Phật mà trở về á, khi Phật mà xuất thế á, thì có Hồng Hoàng hoặc là có kỳ lân xuất hiện đó. Vào cái thời gian mà Đức Khổng Tử mà ngài xuống ở tại Trung Quốc á, thì có kỳ lân xuất hiện ở trước sân của ngài, là cho biết đó là một vị thánh nhân ra đời. Thì Đức Thầy cho biết là chừng trần gian kiến thấy Phụng Hoàng xè cánh múa chào mừng Phật Thánh. Thì trở về cái cuộc, cái đời, cái hội Long Hoa đó quý vị đó. Có nghĩa là Đức Thầy nói Phật Thánh Tiên Đông Độ bước sang miền Nam Địa phân chia đẳng cấp đó. Như vậy thì vào cái thời kỳ Long Hoa hội đó, thì lúc đó đó lúc đó là tất cả đó, nhà Phật con tiên hé miệng cười, thì ở trên đó là các cõi tiên, cõi thần thánh đó, trở về đây để tạo dựng cái hội Long Hoa. Mà trong cái thời kỳ này thì trong các cái công cuộc mà chúng ta đã nhận thấy được những cái điềm lạ mà thầy nói đó, những cái điềm lạ này đó trần gian mình đã thấy hay chưa? Chưa là với kẻ chẳng ưa, còn là người tu niệm thì biết thừa tới đâu. Thì ở đây đó, một là những cái việc mà xảy đến, cũng như là xuất hiện những cái vật lạ, cũng như là các con vật, con chim quý của chúng ta hôm nay đó, nó đã xuất hiện trong cái thời kỳ trước lễ. Thì vào cái ngày 12, 10, 12, 13 cho đến ngày 17 thì nó đã có. Mà cái việc mà trần gian kiến thấy Phụng Hoàng đó, là xin thưa cùng bà con, kiến thấy, kiến có nghĩa là thấy. Phụng Hoàng là một cái loại Phụng Hoàng này đó, là xuất hiện ra là có Phật và có Thánh ra đời nghe quý vị. Thì hôm nay đó đề cập vào những cái câu đó, có nghĩa là để hỏi đó, trong cái thời kỳ mà sức thế đó, mà cái con chim Hồng Hoàng cao cát ở trong cái thời kỳ mà trong mấy bữa ngày đây, là tại cái ngày đại lễ 18 tháng 5 á, thì có xuất hiện ra một cái con đó, gọi là không phải là Hồng Hoàng, nhưng mà đây là một cái loài chim, nó cũng là loài quý. Mà xin thưa cùng quý vị, tất cả mà con mình thấy đó, cũng như là chim cò đồ, hoặc là những cái loài mà nó đơn sơ ở trên cái sách đỏ này á, thì mình thấy rõ ràng xíu đồ này kia á, thì mình thấy nó xuất hiện rất là nhiều. Nhưng mà lạ thay đó, chọn những cái ngày đặc biệt nhất là cái ngày chuẩn bị khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, là cái ngày đại lễ 18 tháng 5, thì đã thấy được một cái con gọi là cái con đó đó. Thường thường nói là con đó là gọi là con cao cát. Nó cũng nằm ở trong tất cả các cái loại là chim quý đó. Thì mình xét thấy hiện tại bây giờ đó, nếu mà mình kiến thấy được con Phụng Hoàng, thì cái con Phụng Hoàng này nó chưa chắc hẳn là mình thấy được. Nhưng mà cái con cao cát này nó cũng là loài chim quý, để mà chứng minh cho mình thấy đó, cái thời buổi này nó không còn bao lâu nữa quý vị. Để chứng minh thấy đó là cái con Hồng Hoàng, có con cao cát này đó, thì nó trở về đây để nó mừng được cái ngày mà thầy khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, và tất cả những cái loài thú cũng như là trở về đây, cũng như chúng sanh đó, trong cái thời kỳ này, vào cái thời gian mà bước qua tháng 5 thì đã biết được, cũng như là cái tâm linh của các cái loài thú này nó đã biết được là cái ngày đó là ngày Phật đã là khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo để cứu dạ vớt chúng sanh trong cái thời kỳ mà pháp này thoát đọa trầm luân, đúng không quý vị? Thì xuất hiện một cái con cao cát này có nghĩa là gợi lên những cái điểm đặc biệt, đã sức thấy được sức hiện nó đó, để mà chào mừng Thánh Chúa, chào mừng Phật ra đời nghe quý vị. Thì một cái chánh pháp của Phật, chánh pháp của thầy ban rải khắp nơi. Thầy nói rõ là ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão ta hóa hiện ra đời để cứu độ chúng sanh. Hoặc là trong cái thời kỳ đó khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo năm 1939 đó, thì trước kia đó là cũng có một hai bầy cò để trở về ngay chân cái tổ đình để đón biết đó
là bầy cò sẽ chở về đó để mà tụ hội về để mà chào mừng ngày Đức Phật ra đời đó quý vị. Thì đây đó, trở lại là trong cái đời, cái thời kỳ mà Đức Thầy cho biết đó, chừng trần gian kiến thấy Phụng Hoàng xè cánh múa chào mừng Phật Thánh. Thì cái xuất hiện cái thứ nhất là con cao cát nó trở về, đây là cũng có một cái điềm lạ mà xin thưa cùng quý vị. Thì ở đây toàn bộ tất cả bà con mình thấy đó, cái ngày đầu tiên đó là nó về ở tại chợ mới trước, rồi nó mới bay qua tới tổ đình quý vị. Thì mình khỏi có nói dông dài chi nữa, có nghĩa là trong cái thời kỳ để những việc lạ kỳ đã có hay chưa, chưa là với kẻ chẳng ưa, còn người tu niệm thì biết thừa tới đâu. Thì hôm nay đó, xin thưa toàn thể chư quý vị, ở trong cái việc mà mình đã thấy được cái con cao cát này, thì đó là một cái loài chim quý mà không, tại sao mà ngày thường không xuất hiện, mà tại qua tới cái lúc mà từ cái ngày 12 đến ngày rằm 17 đó là bắt đầu nó có. Như vậy thì nó có phải là chào mừng Phật Thánh hay không? Thì xin thưa cùng toàn thể chư quý vị, thì ở đây đó, bà con ở trong cái việc mình là hiểu biết về cái giáo lý của Thầy và nhận rõ những cái điểm quý ở đây đó, nếu cái loài chim quý mà nó về được ở trong cái thời gian mà khai sáng hoặc là đại lễ của Thầy thì bà con mình đã biết như thế nào rồi. Và cái thứ hai nữa đó, trên cái bầu trời có xuất hiện là cái ngày đại lễ của ông Ba, thì thấy được những cái màu nhiệm và chứng minh thấy rõ đó là một cái dần mây mà chiếu lên và thấy được là cái ghi gươm đó. Đó là một cái việc là từ xưa tới giờ đó là mình chưa có thấy được nha. Nhưng hôm nay thì những cái việc lạ kỳ nó đã ứng hiện lên. Thì trong cái việc hai cái câu giảng mà đệ hỏi là chừng trần gian kiến thấy Phụng Hoàng xè cánh múa chào mừng Phật Thánh đó, thì đây là một cái việc đó là trở về cái kỳ hội Long Hoa mà Thầy nói Long Hoa hội ân cần lo lập đó. Trong cái thời gian đó đó là Phật Thánh Tiên đông độ bước sang đó, lúc đó là Long Lân Quy Phụng để chào mừng đó Phật mà xuất thế đó, và vua chúa của đất nước Việt Nam còn ra đời đó, thì có tứ linh để mà chào đón các vị thánh nhân và các vị Phật để xuống thế giúp đời và tạo dựng cái đời mới và cho tất cả bà con của mình đó được hưởng những cái sự thái bình mà Thầy đã cho biết là đến trong cái kỳ hội Long Hoa đó khai mở ra rồi thì tất cả những cái vị tiên trưởng xuống thì nào là Long Lân Quy Phụng đều xuống để chầu Phật hết. Thì cái ngày mà xuất thế đó là cái ngày đặc biệt, đó là kiến thấy được con Phụng Hoàng, không chẳng những Phụng Hoàng mà còn Long Lân Quy Phụng đó đều xuống hết để mà chầu Phật đó quý vị. Thì nói tóm lại là cái ngày đó là cái ngày kết thúc của cái đời mạt pháp này, trở về cái đời thượng cổ cho bà con mình biết. Mà hiện tại bây giờ đó muốn dự cái hội Long Hoa thì Thầy cũng cho biết đó, thì Đức Thầy nói là phải đầy đủ công đức, mà Thầy nói đến kỳ thi danh Thầy chạm bản trên đài cao gọi các linh hồn, hoặc là chọn những người đầy đủ là những người cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi đó mới được về cảnh giới an lành và kiến được Phụng Hoàng và thấy được những cái việc làm của Phật, của Thánh, của Tiên. Thì hôm nay xin toàn thể cô bác và anh chị em có nghe được cái hai cái câu giải này thì cũng có những điều sơ sót, thì mong bà con mình là quan hỷ. Nam mô A Di Đà Phật. Thái Ngôn, mấy chú cũng hỏi thêm đó là Tam Thiên Lục Bá Giáng Năm Tầng, thì Đức Thầy cũng có nói là dạy chúng ta là nước kia nữa lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai, thời cũng tại không ai tu niệm cứ lẳng lơ nhạo biếm khoe khoang, đến nay là buổi tai nạn. Tam Thiên Lục Bá khắp tàn hại dân, tam là ba, thiên là ngàn, tức là 3000, lục bá, lục là 6, bá là tâm, tức là tới 3600 mối đạo tà để nó xuống đây, nó khách tàn để nó hại dân. Thì kính thưa quý vị, điều này Đức Thầy đã nói rất rõ ràng rồi, trời mở cửa quỷ dương xuống thế nên ta mới ra tay cứu tế, kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng, sao quỷ dương đi đứng nửa lần, thêm tên tuổi chúng sanh nó biết. Đó là kính thưa quý vị là Ngài đã dạy trong cái quyển tư rồi, mà sau này đó lời của Đức Phật Thích Ca cũng có nói, thời Ngài đắc đạo đó dưới gốc Bồ Đề, Ma Dương lại phá Ngài không được, nhưng mà nó cũng thệ nguyện là phá đời mãi mãi,
Cho nên hôm nay trong sấm thi cũng có những câu như sau: xưa ác thệ ma dương đã thệ, xưa ác đạo ma dương đã thệ, phá Phật kỳ mạt thế cho tan, lời thệ xưa nay đã đến màn. Cho nên đâu chúng cũng càng lan phế rối hết. Thì kính tôi gì nó tới là Đức Thầy đã dạy là tam thiên lục bá giáng năm tầng, và những cái câu là chú gì mới nhắc á, câu thứ nhì khốc tử lan tâm biến lợi danh. Khốc tử lan tâm thì bây giờ là con người là không có cái lương tâm. Lan tâm tức là cái tâm này nó lan tràn những cái điều ác á. Khốc tử là ví dụ bây giờ đó là cái Hán văn nó rất là sâu xa, nhưng mà sự hiểu của tôi nó có hạn chế, thì huynh với đạo thông cảm. Mình trả lời có thiếu thì xin quan hỷ thông cảm, và bổ chính thì cảm ơn. Khốc tử lan tâm để hại dân, phải không? Thì bây giờ là chữ tử là con, chữ khóc là cái sự khổ khổ thảm mới khóc là gì. Bao nhiêu cái người lan tâm là làm những cái điều nó trái cái đạo lý lương thường của Phật chỉ dạy. Thì cũng như là bây giờ trời mở cửa quỷ dương xuống thế đó, quỷ ma thì không có lắm tấm lòng từ bi ái, cho nên luôn luôn phá đời là luôn luôn hại dân. Và tà giáo ha, tà quái hạ quân khai ác kiến. Thì giờ là quái là yêu quái, tà là những người lòng tà là không có đạo đức, không có lương tâm, luôn luôn là khai ác kiến. Thì bây giờ mình thấy đi, cũng như là bên trời Tây đó, Đức Thầy có nói rất rõ ràng rồi, trời Tây chúng nó hùng hào đem lòng gây gỗ máu đào mới tuôn, cầu trời cho chúng qua truông thế gian yên lặng hát tuồng khải ca. Thì quý vị thấy là trên dưới 15 tháng nay Nga vì một cái nước lớn mà xâm chiếm qua Ukraine, thấy cái nước nhỏ thôi tính đánh dốc là trong một tuần lễ là chiếm được rồi. Nhưng mà cái gì đó nó không thuận lòng trời đó quý vị, không thể cho cái anh Putin này như ý muốn được. Cho nên hiện nay là anh đã thảm bại trong 15 tháng. Ukraine là cái nước nhỏ, nhưng mà hiền hòa thế nào mới được cái khối phương Tây là ủng hộ, từ vũ khí phi cơ, xe tăng, vân vân các cái. Cho nên Putin đã 15 tháng rồi mà không thành công, mà hao quân, hao lương thực, mà hiện nay kinh tế đã suy sụp rồi. Thì kính thưa quý vị, điều này trong kinh Pháp Đức Phật có dạy rất rõ ràng: cũng đừng ỷ chúng hiếp cô, sơn băng thủy kiệt, đói khô bây giờ. Đó quý vị thấy rõ ràng chưa? Bây giờ quý vị thấy trên thế giới những cái cường quốc nào mà đem lòng hung bạo muốn chiếm người ta thì thiên tai bão lụt động đất các cái, núi lở các cái, nó là chung quy là ông Phật nói cái câu văn nè, là cũng đừng nghĩ chúng hiếp cô, sơn băng thủy kiệt đói khô bây giờ. Thì cái tà quái hạ quan khai ác kiến thì cái những người này là tà tinh yêu quái không à, luôn luôn là gây chiến tranh để đem lợi về mình, mà thôn tính những cái nước nhỏ. Cho nên quý vị thấy đây là một cái điều bất chánh, thành ra không bao giờ tồn tại được. Cho nên chúng ta nghe theo lời Đức Thầy tu hiền, thì dù tà quái hạ quan khai ác kiến thế nào, dù cho gặp lắm hầm beo cũng không hại được kẻ theo đường lành. Thì Đức Thầy dạy chúng ta đó, tu hành làm sao mà ngày kia ngài nói là Phật rất mong tất cả chúng sanh nên bỏ dữ về lành cho sớm, thì sau đây những nạn tai ghê gớm cũng được Phật ra là độ chúng ta là qua khỏi hết. Thì là dù ngày kia có cuộc thảm sầu sẽ được có Phật Phật thần ủng hộ chúng ta. Thì Đức Thầy dạy đó là quy căn cùng nhau hội hiệp, ráng mau chơi mới kịp đạo màu, sớm chiều phải gắn chí nguyện cầu mới được tòa chương dựa kế. Thì kính thưa vậy, chúng ta tu hành mà đúng theo chánh pháp rồi thì được tòa sen quy chương của Phật ban thưởng chúng ta, thì bao nhiêu cái tai ách gì chúng ta được qua hết. Cũng như con Covid là cũng thảm sầu nhờ phần Phật pháp màu ủng hộ, hoặc giả là bao nhiêu cái điều tai khổ gì chúng ta sẽ được, vì dạng vật dưới mắt đền linh thú, muôn dân trong lòng của Kim Sơn, chẳng bao giờ bỏ kẻ lòng nhân, người hữu đức sẽ được thần gia hộ. Thì kính thưa vị, đoạn này thì mấy chú có hỏi thì mình xin nhắc qua trong một cái đoạn pháp mà trong cái quyển lời khuyên tu hiền. Thì cái người ác này nó muốn thôn tính những cái nước nhỏ, nhưng mà đây cái định lực của trời Phật quý vị ơi, thuận thiên giả tồn, nghịch thiên tác vong. Cái gì mà muốn để đem lợi chung cho lợi ích nhân dân thì tồn tại, mà trái ngược lại hại dân thì nó sẽ bị tiêu diệt. Cũng như người nào tôn đạo tràng thì nên, người nào bỏ đạo tràng thì biến. Chính tôi vì điều này một đoạn pháp đọc ra sau đây, quý vị nghiên cứu để tu hành cho nó vững chắc thêm giữa cái lòng người ác gian như thế nào.
mà ông Thanh Sĩ đã viết ra trong cái quyển lời khuyên tu hiền như sau, xin được đọc Nam Mô Di Đà Phật. Tu chừng nào sạch vô minh, không còn lục dục thất tình mới thôi. Tu cầu cho Chúa gặp tôi, tới thầy hòa hiệp phủi rồi gian nan. Tu cho thấy hội trên ngàn, tu coi núi đá quá vàng ra sao. Tu đây tránh cuộc ba đào, tránh cơn nước lửa ồ ào cháy lan. Tu cho rõ sức chi ban, lòng tham của chúng được toàn hay chăng. Tu cho rõ cuộc sơn băng, tu xem ác thú lung lăng bực nào. Tu cho mấy gã ba tàu, khiếp quay Nam Việt hết vào lâm le. Tu coi ngoại quốc tàu bè, vàng ngoài mặt biển để lè mắt nhau. Tu coi lưỡng hổ phong giao, lưỡng hổ là hai con hổ đó quý vị, hai con chẳng nợ một con nào tồn sanh. Tu coi lũ cáo đua tranh, giành mồi trong bẫy lụy mình thương đau. Tu cho lan huệ anh đào, hổ hang vẻ đẹp úa xào khô khan. Tu cho rõ sức chi ban, đến khi mạt lộ mới giái gian Phật trời. Chừng ni mới được thảnh thơi, cha con hòa hiệp đạo đời quang vinh. Nay còn đầy là rẫy yêu tinh, hữu hình giặc giả vô tình ốm đau. Không, không sao. Giặc giả vô tình ốm, vô hình ốm đau. Trong cơn lộn lọc vàng thao, mạnh ai nấy lựa phải màu thì mua. Chừng nào có Phật có vua, thì là tà quái như cua gãy càng. Bá gia phải ráng sửa sang, để cho tiên Phật mượn thoàn bơi đua. Thuyền chơn be chắc ăn dùa, dáng hư công mục là thua sạch tiền. Khuyên ai hãy nấy sớm chuyên, đến khi từng khi đến việc thì lị phiền rủi ro. Tu mà còn tánh so đo, một đồng một chữ không cho người nghèo. Chừng khi gặp nạn hùm beo, chạy thôi chối chết không đeo một đồng. Còn lo mạng nọ khó phòng, lựa là ôm giữ vàng vàng dòng làm chi. Đó, biết biết thân thì sớm lo âu, tu nhân tích đức mới hầu toàn thay. Thì kính thưa quý vị, điều này ông Thanh Sĩ cũng như luận cái giáo lý của Đức Thầy chúng ta là trong cái bài khuyên người vào lòng phước thiện, Đức Thầy có viết rất rõ ràng. Chết rồi bỏ của bơ vơ, chi bằng làm phải được tiện thơ ghi đời. Và những người nào, bà nào gó bữa hữu tài, tiền nhiều đất rộng cò bay múc đồng, cơn này bố thí cho xong, để khi nhắm mắt bên chồng dành chia. Và Ngài có nói thêm trong quyển nhì là cảnh vinh hoa lại quá treo leo, nhà giàu khó sao nhiều tai ách. Thì như vậy giữ bo đến lúc phong ba, nếu bây giờ chúng ta không có bố thí, thì giữ bo đến lúc phong ba gặp cơn bát loạn khó mà yên thân. Đó thì kính thưa vị nên niệm suy như thế nào. Còn bây giờ đâu bằng niệm Phật ăn chay, cầu về cực lạc khỏi ngày trầm lưng. Sanh tiền làm phước làm nhân, tất nhiên tử hậu quả trần hết đeo. Kính thưa vị, sanh tiền là bình sanh chúng ta tu hành, bố cứu khổ ban vui làm những điều lành, thì sau này chết là quả trần, là quả khổ không có đeo chúng ta. Nhưng mà giống lành hôm sớm lo gieo, thì là qua phước mới được đeo đầy nhà. Nhớ câu nhất cứu Di Đà, tâm vô biệt niệm thì là quy tây, ti còn ở chốn cần ai, nhưng trên cửu phẩm liên đài có tên, mãn phần là được bước lên. Đồng hàng chư Phật lâu bền an vui, khắp nơi sen báo nực mùi, thân sen cho đến chỗ ngồi cũng sen. Lúc đó thì hào quang thay thế trăng đèn, thần thông thay thế tàu thiền ngựa xe. Pháp bầu khi muốn được nghe, việc chi nếu muốn thì là có ngay. Không già không bệnh không phai, chẳng người khổ não không ai luân hồi, chẳng làm sao kể hết lời những điều màu nhiệm ở nơi cõi này. Cho nên các Phật xưa nay thường khuyên bá tánh liên đài cầu sanh. Pháp cao người khó nổi hành, thì là niệm Phật làm lành cũng nên. Không cần phải niệm to lên, niệm thầm trong dạ đừng quên cũng thành. Trong tâm khởi một niệm sanh, mười phương chư Phật nghe rành như gian. Chớ nghi Phật ở Tây Phương, không nghe thấu tiếng giái gian trong lòng. Phật nào cũng có lục thông, ngồi xa vẫn biết rõ lòng chúng sanh. Lo mình niệm Phật không rành, đừng nghi Phật ở xa mình không hay. Nhất tâm cầu đạo Như Lai, Phật tâm được rõ Phật ngoài điều thông. Nam mô sáu chữ thành lòng, có ngày sẽ được sáu thông tại trần. Dù cho kẻ phú hay bằng, điều tu niệm được bất thân nghèo giàu. Nhất tâm niệm Phật thì mau, phóng tâm niệm Phật thế nào cũng lâu. Mau lâu không tại Phật đâu, mà là tại kẻ Phật cầu hay không. Phật cầu là Phật mau trong, giả cầu thì Phật khó mong thấy liền. Người đời dụng bạc làm duyên, Phật trời dụng tấm lòng thiền làm căn. Lòng thiền nếu thể nứt răng thì là không thể bước sang Phật đài. Chính tụi gì đó là một đoạn pháp mà sự niệm Phật rành cũng như Đức Thầy dạy chúng ta đó. Niệm Di Đà ráng niệm cho rành mới được giảng sanh cực lạc, thì phải biết tha thứ thương xót và giúp đỡ.
Thì kính thưa quý vị, Đức Thầy dạy chúng ta coi là phải nhận cho hiểu lý, câu quyền sâu kẻ khùng này. Thì nơi đây ông Thanh Sĩ cũng thường nhắc chúng ta đó, lời vàng tiếng ngọc thầy ghi, coi đi coi lại quyền di mới tường. Ngày nay coi việc tầm thường, sao rồi mới biết là đường cao sâu. Vì ăn mồi cá mới biết mắc câu, người chưa lầm lạc biết đâu tránh tà. Thì kính thưa quý vị, tất cả những sự gì ở trên đời này, chúng sanh đa số là bị vô minh. Cho nên Đức Phật, Đức Thầy mới khuyên, hạ quân sanh chúng ám u, Tây phương sắc lệnh dân du Nam Kỳ. Cho nên Ngài dạy chúng ta là những thói hư tật xấu phải răng chừa, sao sẽ thấy người xưa tường tận mặt, hoặc giả là đời này rồi dạng thảo ngay, thì là sẽ thấy đặng mặt mày người xưa. Thì kính thưa vị, Ngài Đại Hội Long Hoa nó không phải là đơn giản. Cho nên Ngài thường khuyên chúng ta đó, ráng bền lòng tu niệm sớm trưa, rồi sẽ thấy việc chưa từng thấy. Kính thưa vị, việc chưa từng thấy như thế nào? Kính thưa quý vị, ông Thanh Sĩ có dạy: mẹ đấy con, kìa trên chót núi có con chim đá nổi từ lâu, đến chừng khi có máu thấm vào, nó sẽ dùng hiện lớn lao bay khắp. Mẹ đấy con, mỗi lần nó gấp ngàn muôn người vẫn được như thường, nhưng mỗi lần cánh nó quạt thương thì nhà cửa sập phố phường tan nát. Kính thưa quý vị, việc chưa từng thấy cũng như ông Năm Chèo, mà nhiều đồng đạo nói Đức Thầy nói lý chứ Đức Thầy không nói sự. Thì kính thưa quý vị, trong quyển 1 Sấm Giảng khuyên người đời tu niệm, Đức Thầy viết cánh văn như sau: mặc dưng phức dạng từ bi, thiền đi một mạch trở về về dàm nao, dòm xem thiên hạ lao sao. Không ghé nhà nào cũng gọi vài câu, con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm thầu thiết tha. Chừng ấy nổi dậy phong ba, mới có con nghiệt thú nước mà người hung, đến chừng thú ấy phục tùng, người đời mới biết người khùng là ai, hoặc giả là thâu cho được con long ác nghiệt, thì khắp nơi mới biết mến yêu. Thì kính thưa quý vị, điều này chuyện bên thầy, Đức Thầy dạy rất rõ ràng. Ngài nói là ngoại quốc chư bang đó, lúc đó nó đem tàu chiến phi cơ máy bay vô đây rồi xuống đồng gì đó, khi ông Năm Chèo nổi lên quấy nhiễu dân chúng, nó không bao giờ làm được. Nhưng mà súng ống phi cơ nó là không có thần thông phun cháy hết, cho nên nó bó tay, nó đặt bàn cầu vị cứu tinh. Cũng như nó gặp Đức Thầy rồi, thì Đức Thầy nói là mấy ông bây giờ thua hết rồi, phải ông để tôi. Thì Đức Thầy chỉ ông Năm Chèo thôi, thì ông sẽ biến thành con long mã rất nhỏ gọn. Đức Thầy cởi sải trên sông để biểu diễn bao nhiêu dòng cho dân chúng coi, và mới bay thẳng lên mây. Đó là quý vị thấy đó là bền lòng tu niệm sớm trưa, rồi sẽ thấy việc chưa từng thấy. Cũng như ông Năm Chèo thế nào mà ông út quất là cũng thân nhân của Đức Thầy, nói bây giờ đó, nhà tôi đóng cửa sắt lại rồi, thì ông Năm Chèo đâu có ăn được thầy Tư. Thì kính thưa quý vị, Đức Thầy mới nói là tới chừng đó là chư thần lôi cổ lại cho ăn nghe út. Đó thì quý vị thấy như thế nào mà Đức Thầy có nói là cắn ăn không hết, cắn rải nhã mỗi lần là 500 người. Thì như vậy là ai muốn vớt xác lại xuống chợ mới vớt. Thì kính thưa quý vị, điều này trong cái sấm kinh thì mình cũng nghe mới đây đồng đạo trao đổi thôi. Ngày Năm Chèo ngủ cả trăm năm, ngày nay sắp thức nhằm kỳ mạt pháp. Ông ta thức há co to miệng ngáp, sai một dòng một pháp 500, ai tu hành giả dối trong tâm thì sẽ bị ông Năm phân xử. Và còn những cái lời xưa như sau, mà có hay không thì xin lỗi quý vị, thì để nghe mà tu hiền. Dàm nao gác mỏ lên bờ, hả hỏng cho bự nằm chờ người ta, kẻ nào lòng quỷ dạ ma, chung vô bụng nó nuốt mà cành hông, ai ôi dở tổ bày ông, bình hòa đuôi nó mới tấp trong mé bờ. Thì kính thưa quý vị, đây là áp dụng theo lời của ông Ba Nguyễn Văn Thế dạy, là một cù lao sụp trước làm đầu, mới có mã long ứng ngữ ra chầu quan thiên. Thì kính thưa quý vị, hiện nay trong cái đất nước mà dòng sông Mê Công, sông Tiền, sông Hậu, chúng ta quý vị thấy đi, không có cái cù lao nào mà dưới 3 km hết quý vị. Mà khi đến đó cái định lực có tạo quá, 3 tiếng sấm nổ ông Năm Chèo mới giật mình. Cho nên mới có câu: chừng khi núi sập đất rên, thì 3 tiếng sấm mới vang rền, thất sơn dân lệnh mọc lên lầu đài. 3 tiếng sấm không ai còn sót, còn sót là nhờ rót cam lồ, thiện căn hưởng được hồ lô, sống được đời mới Nam Mô vẫn còn. Thì kính thưa quý vị, thì sau những cái câu hỏi của mấy chú thì tôi cũng giải trình nó có hạn, đến đây cũng xin chấm dứt. Một lần nữa thì chúc tất cả gia đình quý vị luôn luôn hạnh phúc, tu hành thành công viên mãn. Rồi. Đức Thầy có nói trong quyển 3 đó. Thiện sẽ hưởng tới muôn điều hạnh phúc lận bạn ơi. Thì bây giờ là chí Phật chẳng riêng lo một kẻ, chí Phật là cho cả chúng sanh đó. Muốn tu như Phật đã thành nên noi chí Phật mà hành không sai.
Chí như Phật có ngày mới thành Phật, chí như phàm đến chết vẫn phàm, chí phàm diệt đạo khó kham, phải như chí Phật mới làm đạo xong. Chí Phật có đạo không thể hoại, chí Phật cao quỷ quái khó ngăn. Đời nay tu niệm khó khăn không nhiều chí Phật thì dễ dàng bỏ trôi. Vì chí Phật ở mỗi người tự phát, Phật không thay phát được cho người. Có ta muốn giải thoát đời là chí Phật trong người phát ra, muốn cứu giới thì ta hết khổ. Chí Phật coi kia cũng có thể sanh, cho nên những kẻ tu hành thường lo giải thoát với tình từ bi. Tâm giải thoát mới khiến ly trần thế, mà có lòng từ bi mới khiến tế độ nhân. Muốn tu thành Phật thành thần phải nên bố đức thi ân cho đời. Thì kính thưa tất cả quý đồng đạo và bạn mình, thì trong kinh cũng có dạy là đền trung hiếu bằng chân công đức, đáp nghĩa tình phải bằng sức tu hành. Tu hành công đức viên minh, hiếu trung sẽ dạng, nghĩa tình sẽ sân. Chân công đức tổ tông mới cứu được, sức tu hành quyến thuộc mới độ qua. Muốn lìa cảnh khổ ta bà, phải công đức lớn hay là tu cao, vì đức kém độ người đâu nhiều được. Đò nhỏ không thể rước đông người, đừng tu nữa thật nữa chơi. Phải nên tu có chí độ đời thật to, vì chí Phật chẳng riêng lo một kẻ, chí Phật là cho cả chúng sanh. Muốn tu như Phật đã thành, nên theo chí Phật mà hành không sai đó. Vì chí như Phật có ngày mới thành Phật, chí như phàm đến chết vẫn phàm, chí phàm diệt đạo khó kham, phải như chí Phật mới làm đạo xong. Chí Phật có đạo không thể hoại, chí Phật cao quỷ quái khó ngăn. Đời nay tu niệm khó khăn không nhiều chí Phật dễ dàng bỏ trôi. Chí Phật ở mỗi người tự phát, Phật không thay phát được cho người. Có ta muốn giải thoát đời thì là chí Phật trong người phát ra, muốn cứu giết người ta hết khổ. Chí Phật kia cũng có thể sanh, cho nên những kẻ tu hành thường lo giải thoát với tình từ bi. Tâm giải thoát thì ly trần thế, lòng từ bi mới tế độ nhân. Muốn tu thành Phật thành thần phải nên bố đức thi ân cho đời, giúp kẻ tối ra nơi sáng tỏ, giúp người đang đau khổ được vui. Tu là để cứu mọi người, nếu tu không cứu khổ đời là ngược tu. Tu mục đích ở câu giải thoát, giải bao khổ ác hồng trần. Tu không giải thoát riêng thân mà còn tu giải thoát dân khắp trời, vì đạo Phật mở muôn nơi thế giới. Đạo Phật không chỉ gọi một phương, cho nên tu đúng Phật đường phải tu có chí chủ trương đại đồng đó huynh. Thì tất cả những gì hết thì chúng ta tu, thì Đức Thầy thường dạy là tu sao quỷ khiếp hằng tâm mà tâm phát bồ đề vững chắc. Tại bây giờ 6-8 cái câu này ông Thanh Sĩ dạy ông Ánh Sáng Từ Bi, mình xin nhắc ra cho quý đồng đạo mình rút kinh nghiệm tu hành tinh tấn thêm. Ngài dạy rằng là người khôn thì dìu dắt kẻ ngu, giàu thì giúp khó là tu thật lòng. Giả tu thì có rất đông, thật tu lọc kỹ ra không mấy người. Giả tu nên thế gian cười, thật tu ai dám đem lời nhạo khinh. Giả tu nên Phật không linh, thật tu mới thấy Phật minh vô cùng. Đó thì kính thưa quý vị, và Ngài còn nói thêm, chân tu Phật chẳng bỏ đâu, mặc dù ngài bất câu nơi nào. Hoặc giả là Phật thường dạy nè, khi xem mình được trọn lành thì là chư Phật đem tình độ cho, cũng như pháp màu Phật để trên cao, ai mà giới tới Phật cao cho liền. Đó thì kính thưa quý vị, hoặc giả rằng ngài dạy gì, tại mình đạo hạnh còn lưu, chứ không tại Phật chẳng thu nhận mình, nên tao sửa lại tánh tình tốt y như trước mà mình được thu. Thì kính thưa quý vị và quý bạn đồng đạo, thì Đức Thầy dạy đó, Phật tiên thánh từ nay lựa tuyển coi ai là đức hạnh hiền từ. Thì kính thưa quý vị, thì Phật tiên thánh lựa tuyển sứ giả cho Như Lai mà, để cứu dân độ thế tiếp với các ngài mà. Bởi vì chúng sanh càng ngày hạ quân ám u, thì Tây Phương sắc lệnh dân du Nam Kỳ, thì cho nên là dạy dân chẳng nghỉ ngơi, đi không để tấm thân già cả. Thì tất cả gì thì chúng ta nghe sấm thi của ngài dạy đó là quá rõ ràng rồi. Thì kính thưa quý vị, hôm nay thì cái clip cũng tương đối dài, trước khi dứt lời một lần nữa chúc gia đình tất cả quý đạo trong ngoài nước an khang thịnh vượng, đầy đủ sức khỏe, vui vẻ, là tinh tấn tu hành, làm ăn kinh tế thu nhập phân phối được ổn định, để yên ổn tu hành thành công viên mãn, cứu khổ cứu quyền. Cũng như Đức Thầy thường dạy á, gắn tu đắc đạo cứu cửu quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, để ngõ đáp ơn dài công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền, hay là chốn đọa đài hùng linh tông tổ, luôn trong cháu con lớn nhỏ làm hiền, hầu lay hưởng được quốc viên khỏi dòng lao lý, để thoát miền cầm lưng. Nam mô Di Đà Phật, xin hết. Thì clip đó lên clip với bà chúng thành nghe, mà cho gặp chân yêu chút xíu anh. Thì Đức Thầy dạy trong quyển 3 đó là hãy mau thức tỉnh kiếm thì quyền cơ. Thì bây giờ ngày hàng ngày là ngài cũng viết trong sấm thi của ngài đó là thương đời ta cũng đánh liều, khuyên cần tu tỉnh, ít nhiều cũng hay là tu tỉnh chứ không phải tu mê. Thì nơi đây là ngài luôn nhắc nhở chúng ta hãy mau thức tỉnh kiếm thì quyền cơ. Thì ngài bảo chúng ta là hàng ngày nè, khuyên bổn đạo chớ nên mê ngủ, thức dậy tìm đạo chánh của khùng, đặng sau xem liệt quốc tranh hùng.
Thì kính thưa quý vị, đây là những cái điều Ngài dạy chúng ta là hãy mau thức tỉnh kiếm thị quyền cơ. Thì bây giờ là cơ đây là máy trời, cơ là bộ máy trời, quyền cơ là cái bộ máy trời thật sâu kín, dạy chúng ta lời vàng tiếng ngọc nó rất là nhiệm màu. Thì cho nên á, Ngài đã tìm cực lạc đây rành đường ngõ, Ngài chỉ chúng ta mau tu tỉnh mới màu. Thì bây giờ là Ngài thấy chúng sanh chưa được mạnh mẽ tu hèn, cho nên Ngài phải hao mãi mau thức tỉnh kiếm thị quyền cơ. Vì ngọn đèn khi tỏ khi mờ, thì ví dụ bây giờ quý vị thấy ngọn đèn đạo đức hết lưu khắp trong đó là thế giới lao tù, từ đây là quyển 1 Ngài cũng viết có rõ ràng rồi. Thì bây giờ cũng như là cái thế hệ giới ngày nay u hiển khắp bốn phương biến chuyển vô chừng, có thân hay liệu đấy thân, để khi đến việc mà nợ nần chưa xong đó, bị gì đó là ngọn đèn khi tỏ khi mờ. Ngọn đèn Phật pháp có lúc được tỏ được mờ, thì chúng sanh tu có lúc mạnh mẽ, có lúc là vắng thầy rồi thì thẹt lên. Cho nên là thầy phải biết cái tương lai chúng sanh như thế nào. Cho nên Ngài nói là hãy mau thức tỉnh kiếm thì quyền cơ. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, thì cũng như cái xã hội bây giờ nó hay thay đổi đó. Máy thiên cơ mỗi phút mỗi sai, nẻo thạnh xuyên như thế thanh bay, đường dinh nhục rủi mai một lát. Đó thì chú hỏi hai câu đầu là hãy mau thức tỉnh kiếm thì quyền cơ. Thì Đức Thầy bảo chúng sanh hãy thức tỉnh không còn mê ngủ nữa, mà tu là tu tỉnh chứ không phải tu mê. Để kiếm thì quyền cơ là quyền diệu cơ trời, cái máy trời là Đức Thầy đã giải trình hết rồi. Ngài nói diệt thiên cơ khùng tỏ trơn cho tầng hạ tường nơi lao lý rồi. Trên trời xuất hiện tử vi, thì kính thưa vị, đây là cái sao tử vi này, cái sao này nó rất là quý đó. Đó, nhưng mà bây giờ là trong đó là hiện nay nè, có người đồng đạo mới điện cho tôi sớm mơ này thôi, nói bây giờ phải nhìn vào hướng Tây Bắc. Thì cái hướng mà Vinh Quang Thẻ số 3 vậy đó, là đầu hôm mà khoảng 7-8 giờ á, thấy có những cái sao mà nó ghép lại thành cái hình bông sen. Đó là một đồng đạo điện tôi thôi, thì tôi nghe sao thì tôi giải trình y vậy đó quý vị. Thì bây giờ là chú Phan Văn Tâm có hỏi, hãy mau thức tỉnh kiếm thì quyền cơ, ngọn đèn khi tỏ khi mờ, chúng sanh còn đợi còn chờ chuyện chi. Thì bây giờ ý Đức Thầy nói đó, bây giờ mà không tu mà cứ là nói thiên cơ không à, thì ông ba Nguyễn Văn Thới đó không lo cái việc tu hành, mà trong cái đời tới để tan tành thay thi hay làm gì. Đó là lời của ông ba Nguyễn Văn Thới mà tôi thấy là có trên cộng đồng mạng có một anh đồng đạo nhắc ra. Còn bây giờ ông Thanh Sĩ có nhắc nè, nói thiên cơ mà không hối quá, rút ruột cuộc rồi như cá mắc câu. Đó, kính thưa quý vị, tức là ngồi không nói việc thiên cơ đâu bằng giúp chúng được nhờ áo cơm. Đó thì cái câu văn mà chú Tâm hỏi đó là bây giờ Đức Thầy vào thời buổi này là kêu hãy mau thức tỉnh kiếm thị quyền cơ. Vì bây giờ ngọn đèn khi tỏ khi mờ, cái thời gian này là đạo có lúc trùng hưng sáng lên, rồi có lúc chúng sanh tu mạnh tu yếu. Thì đi ông Thanh Sĩ có nói đó, cái thế hệ giới ngày nay u hiển khắp bốn phương biến chuyển vô chừng, có thân hay liệu lấy thân, để khi đến việc nợ nần chưa xong. Tu hành là vốn tầm trong lánh đục, phải lìa bỏ điều tà khúc bất nhân, lo làm những việc đức ân, dẹp lòng ích kỷ của trần chẳng ham, không tập tánh điếm đàn mèo mã, quyết cao dồi đạo cả thanh thân, tiếng tiêu đồng đạo xa gần, dạ nào lại nở quên lần sự tu. Đêm ngày cứ say gù rượu thịt, cứ kiếm lời chăm chích cho nhau, thấy đời giả dối buồn đau, nói hay có mấy ai nào làm hay, chẳng nhớ đến Đức Thầy rơi lệ, bị tiếng đời khinh dễ xiết bao, cũng vì mình chẳng thương nhau mới làm nên cảnh xáo xào héo giòn. Làm mong đệ không còn bổn phận, hỏi là mình ân hận hay chăng, phải nhớ gìn hai chữ ăn năn, hằng ngày thường nguyện trước bàn Phật gia, phải tự xử khi ta làm lỗi để nhiều lần phạm tội lộng ngôn, nhắn cùng lân ấp hương thôn, nắm tay chặt chẽ để bảo tồn cho nhau, nhân cuộc lễ biết sao đáp tạ, tấm lòng thành tất cả đệ huynh, nên đây mượn chút lời lành để khuyên nhau gọi chút tình đồng môn. Đó là kính thưa vị, sau hậu lễ 18 tháng 5 thì hôm nay là cách nay cũng non 10 ngày đúng. Và những cái lời vừa rồi là chấm văn của ông Thanh Sĩ viết trong cái kỷ niệm 18 tháng 5 mà khi Đức Thầy vắng mặt 14 năm sau. Hồi nãy tôi đọc khúc sau, và kính thưa vị, tôi xin phép được đọc một cái đoạn đầu ông Thanh Sĩ viết kỷ niệm 18 tháng 5 mà Đức Thầy khai đạo như sau. Nam Mô A Di Đà Phật. Đến ngày 18 tháng 5, tín đồ Phật giáo đồng tâm kính thành ngày kỷ niệm Đức Huỳnh giáo chủ đem đạo màu truyền thụ nhân sanh. Từ trong làng mạc U Minh đến ngoài đô hội thị thành đều nghe, thời pháp thuộc khắc khe biết mấy, nhưng tôn sư chẳng lấy làm buồn, lòng nguyền dắt chúng qua truông,
mặc ai đón ngõ ngăn đường chẳng nao, dù đã gặp gian lao tân khổ vẫn nêu cao đức độ từ bi. Thấy đời sắp vướng tai nguy, động lòng tắt ẩn ra đi cứu đời, tạm nghiêng bút bài lời thế tục. Mượn lá vàng dụng chút quyền thông, để cho bá tánh cảm lòng trước là lành bệnh sau hồng chịu tu. Thường có bực văn nhu sĩ thứ, đem thi bài đến thử thiếu niên, hiệu danh xưng kẻ khùng điên. Mà thông suốt việc cơ quyền lạ không, nho do rất nhiều ông nể phục. Chẳng phải người phàm tục thế gian, lần hồi việc nọ đồn lan, người gần đến kẻ xa đàn tới coi. Nhà ông cả trong ngoài đông đúc, buổi đầu tiên nhiều lúc gian trưng. Tây tà giờ dạt tấm thân, dài đây mai đó tảo tần gây go, thì kính thưa quý vị. Tây tà giờ dạt là dời Đức Thầy từ tổ đình xuống Sa Đéc, rồi dời qua nhà của Hương Bộ Thạnh kinh sáng xà no rạch sữa đũa, dời tới nhà ông Tý Giỏi soái phủ Nam Kỳ thời Pháp, và dời ra nhà thương chợ quán đó. Ví dụ đấy, quý vị thấy ông Thanh Sĩ viết văn là bước chân tiên của Đức Thầy vậy đó, nhưng mà thương thầy chẳng ngớt lo cho thế, e nản lòng bỏ phế sử kinh. Than ôi đã lắm công trình, dạy từ người một đến nghìn muôn dân, nay rủi phải gặp cơn bất trắc, nên tới thầy vắng mặt mấy năm. Đôi nơi khó đứng khôn nằm, trách ai trên nổi tay làm cắt tay. Kẻ đã chết vì tài vì của, người đang sai nào ngựa nào xe, đua nhau cờ bạc rượu chè. Không kiêng tội trọng chẳng dè quả sâu, những bộ áo sòng nâu đâu vắng, xe xua đồ xinh xắn lụa the. Sấm truyền ai cũng đều nghe, chỗ nào thầy dạy lẹt lè xa qua, chớ tách bởi đường xa mỏi cánh. Đừng tưởng làm thần thánh nói chơi, buông lung trị đạt theo đời, uổng thay một kiếp con người dở dang. Phải tỉnh thức lo toan bổn phận, mưu việc lành nhiều dẫn cùng nhau, chớ ham chức nghiệp quyền cao, để xây hạnh phúc đồng bào hưởng chung. Không nên quá lạnh lùng bạn tác, bài nọ kia xuyên tạc cho lây. Chen dai thích cánh với đời, rẽ chia ác bị cuộc đời bỏ xa, phải coi kìa người ta đương tiếng. Mình trù trừ lười biếng được sao, một khi sóng gió ba đào, hỏi mình đâu có dầm xào đỡ ngăn. Cứ ngồi lo riêng ăn riêng mặc, rủi gặp khi có giặc làm sao, dù cho lúa dựa tiền bao, thì là cũng bỏ dễ nào đem theo, phải thấy lúc nước nghèo dân túng. Cảnh điêu tàn người cũng sơ rơ, giặc tàn như nước lỡ bờ, biên thì dân tộc đang ngơ ngẩn lòng. Trong lúc kẻ giống dòng khổ sở, mình yên vui có nở hay không, phải đem xương trắng máu hồng, cứu an dân quốc thoát dòng lửa binh. Phải thương kẻ như mình chẳng khác, ta mà còn người khác không vui, cùng nhau chan xớt ngọt bùi, để noi chí thiện của người đời xưa. Hỡi đồng đạo chiều trưa mai tối, phải thành lòng khấn vái ơn trên, dặn lành trời khéo xuôi nên, cho dân sớm được thấy nền an cư, ăn ở phải hiền từ chân chất, bỏ tánh tình kiêu sắc vô liêm. Cắt xong manh mối thù hiềm, nối dây thân ái tỏ niềm yêu thương. Hiệp sức lại biểu dương Phật Pháp, nung đúc nhau rèn tập lòng thành, quên đi cái bả lợi danh. Để noi chí cả phụng hành Phật nhân, đừng để kẻ đồng lăng rẻ đúng, vì bởi mình vô dụng quốc dân. Ta sanh ra giữa cõi trần, nhất nhục dinh chỉ có một lần này thôi, vậy phải ráng nên người dân Việt. Nêu tinh thần cao khiết hùng anh, cao thân trọn sáng trọn lành. Đạo đời hai mặt phải gìn dạng hai, với cái thế hệ ngày nay ưu hiển khắp bốn phương biến chuyển vô chừng. Có thân hãy liệu lấy thân, để khi đến việc nợ nần chưa xong. Tu hành vốn tìm trong lánh đục, lìa bỏ điều tà khúc bất nhân, lo làm những việc đức ân, dẹp lòng ích kỷ của trần chẳng ham. Mới không tập tánh điếm đàn mèo mã, quyết trao dồi đạo cả thanh tân, tiếng kêu đồng đạo xa gần. Dạ nào lại nỡ quên lần sự tu, đêm ngày cứ say gù rượu thịt, rồi kiếm lời chăm chích cho nhau. Thấy đời giả dối buồn đau, nói hay có mấy ai nào làm hay, chẳng nhớ đến đức thầy rơi lệ. Bị tiếng đời khinh dễ xiết bao, cũng vì mình chẳng thương nhau, mới làm nên cảnh xáo xào héo giòn. Làm môn đệ không còn bổn phận, hỏi lại mình ân hận hay chăng, nhớ gìn hai chữ ăn năn. Hằng ngày thường nguyện trước bàn Phật gia, phải tự xử cho ta lầm lỗi, để nhiều lần phạm tội lộng ngôn, nhắn cùng lăn ấp hương thôn, nắm tay chặt chẽ để bảo tồn cho nhau. Nhân cuộc lễ biết sao đáp tạ, tấm lòng thành tất cả đệ huynh, nơi đây mượn chút lời lành để khuyên nhau, gọi chút tình đồng môn. Xin hết Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, vừa rồi là ông Thanh Sĩ có nhắc hai cái những cái câu là nhớ gìn hai chữ ăn năn, hàng ngày thường nguyện trước bàn Phật gia đó. Kính thưa quý vị, chúng ta trước bàn cửu quyền thì chúng ta cũng hứa chí dốc tu hiền tạo phước duyên, mà chúng ta có sự thật chí dốc tạo phước duyên hay không, hay là nguyện làm cho đẹp mặt bài
thì chúng ta phải hy sinh tu quỷ khiếp thần khâm thì mới làm cho đẹp mặt mày. Và chúng ta có nguyện đó, Phật tổ, Phật thầy, quan thượng đẳng, đại thần, chư quan cụ thần, chư vị chân thần, vị năm non bảy núi, thì chúng ta cầu nguyện tiếng đàn Phật gia, thì tất cả quý vị này hiện nay đã đắc đạo hết rồi, thì quý vị không còn nhiễm trần một mảy may nào. Mà chúng ta hàng ngày thường nguyện trước bàn Phật gia là hứa quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Mà kính thưa quý vị và xin lỗi quý vị, những lời hứa đó mà bây giờ á, các vị đó không còn ô nhiễm danh lợi tình tài sắc, nó tất cả những ô nhiễm gì cũng như là những cái sự việc là tệ nạn xã hội mà Đức Thầy thường khuyên đó, khuyên đừng xài phí xa hoa, ăn cần ở kiệm đặng mà lo tu, tu cho qua cửa diêm phù, khỏi xa địa ngục ngao du thiên đài. Và kính thưa quý vị, bây giờ quý vị ăn chay được rất quý, quý vị bỏ ra bỏ rượu rất quý, nhưng mà kính thưa quý vị điếu thuốc quý vị bỏ chưa được. Thì như vậy ông ba Nguyễn Văn Thới xin lỗi nhắc theo lời ông ba mà thôi. Ông ba nói hút thuốc nhả khói ào ào, ăn chay niệm Phật chỗ nào tu đâu. Và kính thưa quý vị, ngoài ra thì ông Thanh Sĩ cũng nhắc lời của Đức Phật tổ lại cho chúng ta nghe thôi, chứ tu hút sách còn ghiền, tu rồi hút sách cố nhiên phải từ. Thì kính thưa quý vị, hôm nay thì nhân dịp hậu lễ 18 tháng 5 và hậu của con chim Hồng Hoàng qua đời, thì cũng có nhắc nhở lên, thì trước khi dứt lời tái ngôn thì kính chúc tất cả quý đồng đạo mình tu hành tinh tấn và luôn luôn làm theo khuôn vàng thước ngọc của Đức Thầy để được thành công viên mãn, không uổng công tu chúng ta. Vì kính thưa quý vị, ngài cũng có nói rằng là tu hành mà thiếu mạnh tinh thì là khó giữ cho mình sạch tâm, lòng tin ấy trong người có được thì sự tu không có thể bỏ nữa được. Thì kính thưa quý vị, tất cả những sự việc gì Đức Thầy đã tiết lộ hết rồi, ông Thanh Sĩ cũng có chuẩn với chúng ta như sau: khi con đến gọi nôn đạo đức, sẽ nhiều người nô nức chạy theo, vì rằng sợ nạn hầm beo, vì rằng sợ nạn tinh yêu bắt hồn, sợ cả việc trời long đất lở, sợ lâm vào bom phá chết oan, sợ thân ban cái dương mang, sợ lâm ói mửa không ăn sát cần, sợ bị lửa bạo tần thiêu quỷ, sợ lâm cơn hồng thủy đại nàng, sợ không được gặp hội hàng, sợ không thấy được núi vàng phương Tây, sợ chẳng đặng sống ngày thượng cổ, sợ không còn dịp ngộ thánh dương, vì đằng lo sợ trăm đường cho nên mới chịu dựa nương cửa thiền. Nếu cuộc thế còn yên chưa đổi, nạn nọ kia chưa tới đó đây, đường tu của họ lần thai, lòng hăng hái bỏ trôi dài thời gian, họ tự tay bứng ngang gốc thiện, xui theo loài ông kiến càng lưng, đoàn người hữu thủy vô chung, sẽ làm cửa đạo lạnh lùng chẳng không, trên đường con duỗi rủi vong thuyết pháp, phải bình tâm khi gặp cảnh này, hạng người tỉnh lại rồi sai, chẳng qua đã lọt vào tay quỷ tà, con niệm chú ma ha bát nhã cứu nạn tay cho kẻ thiếu căn, cố đem đạo pháp thâm hoằng, vừa thông nẻo chánh vừa ngăn đường tà, chớ mấy kẻ lần xa mối đạo, rồi đem lòng áo não ngăn chèo, nên nhìn vào hạng kháng keo, chớ trông đến kẻ để meo Phật đài, trong khi lắm kẻ thay đổi chí, có nhiều người đạo lý gắn công, trước sau lòng vẫn một lòng, dù lâm lạng khổ vẫn không lỗi nguyền, hạng người này căn duyên sâu thẳm, giống từ bi đã rắm nhiều đời, tánh kia gần tánh Phật đời, ráng thêm chút nữa đạt nơi diệu màu, họ vốn thật lòng cầu đạo pháp, con cần nên giải đáp cho tường, ngày sau đạo mở rộng đường, sẽ nhờ nơi họ tuyên dương đạo màu, đời hiểu được cao sâu Phật pháp, cũng nhờ do họ lập luận ra, đáng tôn đáng quý sâu xa, đương tiền đáng gọi họ là Phật nhi, đạo thường có lúc si lúc thạnh, do lòng người khi tỉnh khi mê, gặp đời chánh đạo bỏ bê, tất nhiên tà giáo nhất tà nổi lên, gây rối loạn từ trên chí dưới, khiến nước nguy vua tối dân nghèo, khắp nơi nghi ngút khí yêu, lòng dân chẳng biết mấy chiều mà đo, vì tà giáo mạnh khổ cho chánh đạo, kẻ tu hành thì khảo mềm xương, trung can thường mắc tai ương, nịnh hùa thì được hưởng đường dinh gian, kẻ hiền tài bị gàn bị trở, đứa gian thần được bợ được bưng, nạn tai thường đổ cho dân, nào xu thế nặng nào thân dày bừa, tạo ra tiền quên mưa quên nắng, thường bị người tay trắng lấy đi, con ơi đạo gặp lúc si, kể sao hết việc quái kỳ xảy ra. Đó thì kính thưa quý vị, đó là vào thời buổi hạ quân mạt pháp thì tam thiên lục bá giáng lâm tầng là 3.600 mối tàu nó hại đó. Thì lời vàng tiếng ngọc của Đức Phật, Đức Thầy, chư Bồ Tát tôi nhắc ra đến đây xin hết một lần nữa.